Chào các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và những bạn mà khi đi du học Mỹ, vấn đề học bổng được rất nhiều bạn sinh viên và học sinh quan tâm, vì học bổng có thể làm giảm được một khoản học phí nào đó của các bạn khi đi du học. Và đây cũng là câu hỏi chung mà nhiều học sinh và sinh viên Việt Nam đặt câu hỏi cho Tân Đại Dương. Và học bổng thường dành cho những đối tượng học sinh có thành tích học tập cao và những thành tích cá nhân nổi trội khác. Có nhiều loại học bổng khác nhau mà bạn có thể xin. Tuy nhiên thì ở đây Tân Đại Dương chỉ nói về cách xin học bổng sao cho thành công nhất. Và khi xin học bổng thì đặc biệt là những học bổng cao thì bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho hai bước quan trọng, đó là chuẩn bị một bộ hồ sơ ấn tượng và trả lời phỏng vấn thành công. Về chuẩn bị một bộ hồ sơ ấn tượng thì một bộ hồ sơ ấn tượng là một bộ hồ sơ không chỉ đảm bảo đạt các yêu cầu cơ bản về thời hạn nộp hồ sơ và số tài liệu được yêu cầu, mà bạn phải thể hiện được sự khác biệt và nổi bật trong hàng ngàn bộ hồ sơ mà trường nhận được. Trong đó bài luận sẽ là điểm nhấn quan trọng nhất. Và bài luận chính là sự mở đầu cho cơ hội của bạn, là chìa khóa cho thành công của bạn. Và bài luận là nơi bạn thể hiện không chỉ ở những điểm mạnh của bản thân mà còn thể hiện được khả năng viết và tư duy của mình. Chính vì sự quan trọng của bài luận nên bạn phải biết dùng sự khéo léo, sáng tạo để dẫn người đọc đi hết những gì bạn muốn viết. Viết luận xin học bổng không quá khó nhưng cũng không hề đơn giản, vì ở Việt Nam chúng ta ít sử dụng hình thức này. Nhiều học sinh sinh viên đã phải bỏ ra cả tháng trời để tìm hiểu thông tin trước khi bắt tay vào viết, và phải mất cả tháng tiếp theo để chỉnh sửa cho hay và đúng theo ý muốn của mình. Và không có một chuẩn mực cố định nào cho một bài luận hay, nên người viết hoàn toàn chủ động được việc dẫn dắt người đọc. Và tuy nhiên thì bạn cần chú ý một số điểm như độ dài bài luận, nội dung cần chuyển tải, văn phong cá nhân. Và theo kinh nghiệm của những bạn học sinh sinh viên đã đạt được học bổng thì bài luận mang được dấu ấn riêng của cá nhân sẽ được đánh giá cao. Và trong bài luận thì bạn phải tận dụng cơ hội để làm nổi bật những điểm mạnh của bản thân. Và bạn đừng ngại thể hiện cái to của riêng mình, nhưng quan trọng là phải tránh xa đà và lối hành văn quá hoa mỹ, dài dòng. Và bài luận phải xúc tích và thể hiện được dự định về nghề nghiệp, khát vọng học tập và khả năng đóng góp cho xã hội trong tương lai. Và một vài sinh viên khi viết luận lồng vào cả những kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế từ những câu chuyện, hình ảnh có thật của bản thân. Đây là một trong nhiều cách ghi điểm hay nhất đối với dạng hồ sơ xin học bổng mang tính cạnh tranh cao. Và để trả lời phỏng vấn thành công thì khi mà những học bổng lớn hay là học bổng của các trường danh tiếng, thường ứng viên phải trải thêm một bước cuối cùng là phỏng vấn trước khi trường quyết định bạn có xứng đáng đạt được học bổng hay không. Và việc phỏng vấn có thể được thực hiện trực tiếp hay từ xa qua điện thoại hoặc là qua các công cụ hỗ trợ khác. Và để có kết quả tốt trong buổi phỏng vấn, bạn nên tìm hiểu thật kỹ về trường, ngành học, đất nước và khu vực nơi bạn chọn học. Bạn cũng nên chắc chắn là trình độ tiếng Anh của bạn vào thời điểm đó cũng phải vượt trội. Và trước ngày phỏng vấn thì bạn hãy đứng trước gương hay là cùng bạn bè, người thân thực hiện cách trả lời trước một số câu hỏi mà bạn nghĩ có thể được hỏi. Khi phỏng vấn trực tiếp thì bạn nên nhìn thẳng một cách thân thiện với người phỏng vấn, thể hiện được nét mặt tươi vui và ăn mặc lịch sự nhẹ nhàng. Khi trả lời qua điện thoại, cố gắng phát âm từ tốn, rõ ràng và tránh những câu hỏi trả lời và tránh những câu trả lời chung chung gây nhàm chán. Một kinh nghiệm nữa cho sự thành công khi phỏng vấn là bạn phải chủ động và có thể sẵn sàng đặt lại các câu hỏi hay phản bác để bảo vệ quan điểm của mình trước người phỏng vấn. Và buổi phỏng vấn là một buổi trao đổi thông tin hai chiều, nên người phỏng vấn sẽ đánh giá cao bạn nếu bạn làm cho họ nhận ra được giá trị thật sự của bạn đối với họ và đối với xã hội. Và nhìn chung thì với các sinh viên quốc tế thì sinh viên Việt Nam đôi khi học rất giỏi nhưng cách trình bày hồ sơ chưa thật sự ấn tượng, sáng tạo, và khi được phỏng vấn bằng tiếng Anh thì lại khá bối rối và trình bày không mạch lạc. Nếu khắc phục được hai yếu tố này thì cơ hội nhận được học bổng, giá trị của bạn hoàn toàn nằm trong tầm tay. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về học bổng du học Mỹ hoặc là cách thức làm hồ sơ du học Mỹ như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0838 382080 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.